Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Bây giờ chúng ta sẽ xét phương trình này trước. Giả sử bây giờ mình sẽ đặt f trừ x nha. Thì chúng ta bỏ cái cục này vào đây. Trừ với trừ là cộng. Tiếp tục, cái cục này nè, mình để ra ngoài. Sau đó chúng ta lấy dấu trừ ra bên ngoài hết luôn, thì chúng ta sẽ còn lại như thế này. Thì chúng ta thấy rằng, cái cục này nè, chính là f of x. Như vậy đây là hàm số lẻ. Như vậy chúng ta quay lại cái cục phương trình này. Bây giờ chúng ta đẩy cái f của x cộng 3 sang bên trái, ở lộn sang bên phải. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Như vậy vì đây là hàm số lẻ cho nên cái cục này nè, nó giống như cái cục này nè. Như vậy chúng ta lại sẽ lấy dấu trừ này nè, bỏ ngược vào bên trong phương trình f, thì chúng ta sẽ có như thế này. Như vậy có nghĩa là cái phương trình này sẽ bằng với cái phương trình này. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái cục này sang bên đây. Như vậy 4x trừ x là 3x. Và bây giờ chúng ta sẽ đi khảo sát hàm số cái cục này. Như vậy chúng ta sẽ đi khảo sát hàm số. Như vậy chúng ta đạo hàm lên. Đạo hàm của x mũ 3 là 3x bình phương. Đạo hàm của x chúng ta có số 1, như vậy còn lại số 3. Trừ 3 là hàng số, chúng ta sẽ có số 0. Sau đó chúng ta cho y phải bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Thì chúng ta sẽ có cái cục này bằng 0. Thì chúng ta đẩy cái cục này sang bên phải, chia hai vế cho số 3. Như vậy x bình phương sẽ bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ có hai nghiệm x bằng 1 và x bằng trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ vẽ bảng biến thiên cái cục này. Chúng ta thấy rõ hệ số đây là trừ 3. Trừ 3 là số âm cho nên dấu bên đây là dấu trừ. Qua đây dấu cộng. Rồi qua đây dấu trừ. Như vậy, y phải là số âm, có nghĩa là y nghịch biến. Y nghịch biến nó sẽ đi như thế này. Còn y phải là số dương, có nghĩa là y đồng biến nó sẽ đi lên. Và đi thế này. Bây giờ chúng ta có trừ 1 và 1. Chúng ta sẽ thế vào cái cục phương trình này. Thì cái này là ra trừ 5. Còn số 1 này chúng ta thế vào. Thì chúng ta ra trừ 1. Đề nói có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để có đúng 3 nghiệm phân biệt. Giả sử bây giờ chúng ta kể cái đường y bằng m nha. Thì nó phải nằm giữa trừ 1 và trừ 5. Như vậy m của chúng ta bắt buộc phải nằm giữa từ âm 5 cho đến âm 1. Thì khi đó chúng ta sẽ có 3 giao điểm tương đương với lại 3 nghiệm phân biệt. Như vậy m của chúng ta bắt buộc phải bằng các số là trừ 4, trừ 3, trừ 2. Và chúng ta chỉ có 3 giá trị thôi.